điện quyền linh mẹ cha phụ xuân cho người hiền ân tống trên kinh. Mỹ châu hữu phước vợ chồng trên thuận dưới hòa đầu bạc rắn long. Gia đình dưới thảo thuận trên tiền tài phúc lộc mẹ ban con hiền. Chân kinh Phật mẫu lưu truyền khuyên đời tu niệm ghi liền vào đây. Nam mô Diêu Trì Cung Mẫu Hoàng Phật Mẫu Chứng Minh. Nhìn con trẻ vui cười ca hát, mẹ sợ con thất lạc biển đông, làm cho cha mẹ phập phòng sợ con lạc xuống hàng rồng mất thấy. Nào sông bùa gió dông từ phía, thấy con thơ mất vía mất hồn. Mẹ già đứng giữa càng khôn quyết lòng mẹ độ an toàn cho con. Nơi biển cả bao trùm bão tố, mẹ sai thần báo hộ cho con. Linh dạy thần thánh lo tròn để cho con trẻ an toàn mạng nguy. Nay Phật mẫu Diêu Trì phân rõ, mong con thơ biết ngõ mà đi. Nếu ai mà niệm Diêu Trì mẹ bao hộ cứu nguy tai nạn, nay con sắm thiện thoảng thật lớn, ra biển trần chấp chởn chớ dơ. Cá ngao chưa sắp hiện chờ, ngày nay có linh Phật trời tóm thâu. Cờ linh Phật lòng dương đóng chặt, dẫu còn thơ có đậu thiền nan. Bảo dây bao lưới sắp hàng rồi, con cũng phải thông dông tắt lòng. Nay tại chốn thủy long đóng cửa, cá ngao ngô lộc lửa đàng hoàng. Long dương đóng cửa thì càng cho nên tất cả dương gian khổ sầu. Cá ngu ngao tìm đâu cho có, tại con thơ chẳng rõ mà thôi. Nếu mà con đã hiểu rồi thì con mới chịu buông trôi thuyền rồng. Đến lúc đó tháng gian đã muộn, bạc tiền ngân con mót hằng ngày đóng ra thì rộng hàng đầy. Bắt người chẳng đặng mỗi ngày than đau.
Mẹ thấy con chẳng an trong già, nên ngày nay đang hạ xuống trần. Việc đời mẹ phải phân vân, dạy con biết rõ phú bần ra sao, để đừng có tranh cao tranh thấp, đời ngày nay tu gấp cho rồi. Ham chi trần thế nổi trôi, dành ngân cướp của ôi thôi nào phiền. Khắp thế giới đảo điên yên ngừa, mẹ của con lọc lửa đàng hoàng. Hiền lương giới đức hiện toàn, hung hăng tiêu sắc tàn quan tràn đầy. Khắp thế giới mỗi ngày tháng thở, đạn bom rơi chẳng hở một giờ. Rồi đây phải chịu tả tới, nhà cao sụp đổ đất trời rung rinh. Mong con thơ đừng khinh trời đất, mẹ nói đây chân thật đàng hoàng. Mẹ là Phật mẫu hạ sang, những lời mẹ nói dương gian đón chờ. Nhiều con dại ngẩn ngơ không rõ, chẳng lẽ nào mẹ bỏ con thơ. Quyết tâm mẹ đứng mẹ chờ, đàn con tận thế hết đời ngày sau. Ráng đi con tu mau kẻo trề, ngày lẫn đêm kinh kệ tường tường. Hết lòng con gặp mẫu dương, rồi con tận thế mẹ thương hộ phù. Thấy con dại mê ngu tôi, mẹ xuống trần vạch lối chỉ đường. Đại từ về đến Tây Phương, đại giang trở xuống Diêm Vương khổ sầu. Nay mẹ mở màn lầu kết thúc, đất linh phơi chiêu bút rành rành. Ác gian nhân đức tu hành, hai đường dạch rõ khá trường mà đi. Đường thiên cung đi đâu không có, miễn sao con đừng bỏ mà thôi. Hết lòng con nguyện trao dồi, đời tan con trẻ ôi thôi trở về. Chốn cảnh thiên là quê con đó, tại sao con lại bỏ mà đi, để cho Phật mẫu diêu trì ngày đêm mong đợi cùng chi buồn phiền. Tại sao con ham chữ tiền danh, nên ngày nay mất nợ trần miên. Vì con bạc nghĩa phú phàn, quên đi người mẹ mẫu hoàng đời trong
tình mẫu tử trôi sông trôi biển, tâm linh con quỷ biến hành. Tay làm các việc lợi danh gạt lường ba tánh cạnh tranh tiền tài. Mẹ thương con mỗi ngày trong đời, mẹ nhớ con không sợ nhọc nhằn. Dẫu cho cực khổ không bằng gì, con mẹ có nhào lăn chẳng màng. Nay mẹ sắm thiện rồng để sẵn, rước con thơ bước thẳng mà vào. Tưởng chừng như giấc chim bao trong đêm, tâm tí sủ vàng thâu tỏ tường. Mạc khôi thấy mình dương đức diện, mẹ sẽ cho lựa chọn tiếng rành hiền lương nhân đức tu hành. Thanh tiên sắc đạo rạng danh sáng ngời. Đời sắp hết lập đời minh chúa, kẻ hung hăng chửi rủa mẹ cha. Rồi đây có kẻ sơn la, diêm vương bỏ lưới khảo tra nhục hình. Nay chiêu chỉ tiên đình chăm bút, trong năm dần kết thúc thế gian. Ầm ầm ba tiếng bất an, tối tăm trời đất tiêu tan chẳng còn. Người sống sót đạo tròn đức chúa, dối lặng rồi lọc lửa con thơ. Mụ bà bùa lưới khắp trời, cứu con tu niệm thầm thơi an nhàn. Mẹ muốn con đứng gần hoàng mẫu, chấp bút phê mẹ lộ thiên cơ, để cho con ráng chậu trời lòng qua chấm dứt con thơ trở về. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cửa ngục thất mười phòng giấy phù, quỷ ma dương hội đủ giao cương. Chúng con khi chết vào hòm xác trần, chôn cất hồn quan bắt về. Cửa địa phủ cửa địa phủ lâm dân tra khảo, xử những người bất thảo bất ngay. Giáo gươm thiêu quả trong giày, những người hung đó vào ngay tra. Vô ngọc thất thanh minh cho rõ, ở trần gian mắng mỏ mẹ cha, cướp nhau vật của trần hà, gạt lường lấy vợ người ta rành rành.
lẻ dưới tẻo ba tầng thể xác. Đem lửa hồng đốt nát thân người, ở đây địa ngục chật người, coi người còn có chê cười hay không. Lớp nào bị mỏ cài cắt lười, tại trần gian mi chửi mẹ cha, bây giờ cắt cổ lọc da, để cho người biết sự tra tấn này. Cửa trừng phạt trần đầy đau khổ, cho chúng sanh giác ngộ cần tu. Nếu ai lìa bỏi diêm phù ác gian, sẽ bị ngục tù diêm dương. Nhìn thấy con lòng thương vô hạn, biết con thơ mắc nạn nga tì, mẹ truyền phép thuật vô vi cứu con qua khỏi dậy thì ngục gông. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ. Lời mẹ dạy con thơ nhớ rõ, con hết lòng kinh mỏ thế gian, để cho đẹp giả mẫu hoàng nay, con quyết chí giữ an đạo màu. Mẹ đã mở mạng rào đón rước, thế là con có phước lắm rồi. Bây giờ không dám bỏ trôi, sửa tâm con ngồi trì kinh. Con có biết thiên đình nhung nhớ, con thề lòng không ở thế gian. Tu tâm sửa tánh đàng hoàng, đợi chờ trước mẹ kính hàng con đi. Mẹ dạy con quy y đúng lúc, nhìn thân con hẩm hút khổ sầu, con khờ chẳng dám câu mâu. Nghe lời mẹ dạy để chờ gặp tiên. Cúi đầu lại cũ quyền thất tổ, nhờ ông bà phù hộ cho con, để con tu niệm lo trọn ngày nào đắc đạo cũng son con về. Vì con dạy u mê ngu tối, mẹ dìu con mở lối đưa đường. Cúi đầu bái lại mẫu dương, hộ phù con đến Tây Phương trở về. Con đã nhớ cảnh quê chốn cũ, ngày hôm nay hội đủ am thiền. Lời xin kinh kệ khấn nguyện, mong trên tam giáo độ yên con hiền. Nay con biết tu hành kinh sử, tránh những điều tranh sự lôi thôi. Ngày nay con đã hiểu rồi,
mẹ về dắt trẻ phản hồi cung di. Mẹ là Đức Diêu Trì Phật Mẫu, Đại Phật Hiền soi thấu tâm con, hiểu trung hai chữ lo tròn. Bây giờ xin mẹ đưa con trở về, cúi đầu lại chuẩn đề tổ mẫu, khói hương nhang trình tấu Tây Phương. Từ lâu lạc lối lầm đường, ngày nay con nguyện tổ tiên chứng lòng. Cầu tổ mẫu khoan hồng tha thứ, con dạy khờ sanh sự lôi thôi. Bây giờ con đã hiểu rồi, mong trên tổ mẫu thiết thôi khoan hồng. Con hết dạ hết lòng khẩn tế, ngày hôm nay vàng giai Phật trời. Mẹ hiền đừng bỏ chơi vơi, chỉ còn đắc đạo thành thơi an nhàn. Cúi đầu lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, con khổ sầu khóc kể trần gian. Ngày nay trở điện phụ hoàng, cho con trở lại tiếng phan hồi này. Cúi đầu lại Phật Thầy Thượng Tổ, ban phước lành báo bổ cho con. Ngày nay con quyết lo tròn, mong trên thượng tổ hộ con quay về. Con đã nhớ cảnh quan chốn cầu, ngày hôm nay hội đủ an nhàn. Cuối xin tiền thánh hộ tràng, cho con tỉnh ngộ lên thoàn vị thang. Con cầu nguyện mẹ cha cô giấc, cho con thơ giảm bớt tội tình. Bây giờ giảng giải trì kinh, nên con mới dám nguyện xin khoan hồng. Nay con giữ hết lòng hết dạ, thấy đời này mặc giả dò thơ. Mẹ ơi con dạy con khờ, mang này con quyết đợi chờ mẫu thân. Mẹ dạy con ở trần nhân đức, ở dưới đời lập tức hiền lương. Thánh tiên dân lĩnh mẫu dương, cuối sinh thánh mẫu xót thương xét lòng. Chuyện trong nhà Phật phòng lo lắng, con ngày nay dạy nắng dầm mưa tu hành. Sớm tối kệ kinh con khờ chẳng dám bỏ bừa mẹ ơi. Xưa con dài ham chơi trần thế, lường gạt người không kẻ ác gian. Chửi cha mắng mẹ phụ phàng, bây giờ phải chịu nát tan cõi lòng.
nay cuối lại cộng đồng tam giáo, nhờ ơn trên bảo hộ cho con. Hiền lương đức độ lo tròn chuộc phần tội lỗi của con xưa làm. Con chẳng dám ham tiền mê của, không bao giờ chửi rủa thế gian, để cho đẹp và mẫu hoàng. Ngày nay con lại mẹ hiền thứ tha, lòng của mẹ vô biên rộng lớn, toàn thân con chấp chởn chơi vơi. Cúi đầu lại mẹ tôn thờ, cứu con quá dại quá khờ mẹ ơi. Nay con lập đền thờ Kim Mẫu, là lòng con nguyện thấu lời nguyện, tâm con hiểu rõ lời khuyên. Ngày nay con nguyện mẹ hiền cứu con. Con đã bị roi đoạn tam thước, nên ngày nay cầu phước cầu hòa, cúi đầu xin mẹ thứ tha cho con trở lại phòng Hoa Liên Đài. Con nhớ mẹ mỗi ngày tháng thờ, nỡ lòng nào mẹ bỏ con thơ. Bây giờ tu nguyện con chờ, mẹ ơi đừng bỏ con thơ chốn trần. Con lại mẹ muôn ngàn trăm lại, tại vì con khờ dại mà thôi. Nỡ nào mẹ lại bỏ trôi, để con bị đốt dầu sôi lửa hồng. Ở trần thế phập phòng lo lắng, mẹ đi rồi như rắn mất đầu. Bây giờ mẹ đứng ở đâu, để cho con lại con cầu mẹ đây. Nhớ đến mẹ từng giây từng phút, số mạng con hậm hút hay sao. Mẹ hiền đứt mắt tuôn trào, mẹ ơi mẹ đứng nơi nào cứu con. Mẹ không cứu rồi đoàn đảo lắm, con khổ sầu bay khắp thế gian. Cúi đầu con lại mẫu hoàng, mẹ là người đại đức đại tràng đại bi. Mẹ là đức mẹ diêu trì, con nay quỳ khẩn tấu hương lòng thành, khẩn nguyện lên đức mẫu hoàng để mẹ chứng giám tiên ban con về. Con đã nhớ cảnh quê chốn cầu, ngày hôm nay hội đủ em tiền. Chúng con trai gái trần miền, chắc là mẹ đã có duyên con rồi. Mẹ đừng bỏ buồn trôi con nữa, đợi chờ gì lọc lửa mẹ ơi. Ngày nay mẹ dạy con làm, thì
thì con chỉ muốn phản hồi cung di. Ở trần thế không yên không vẫn sống trần miền lẫn thần sống trưa. Một ngày hai bữa muối dưa nở nào bó lại bữa thưa con hiền. Lòng khẩn giái tưởng thờ hoàng mẫu, bao nhiêu điều trình tấu mẹ cha tội tình, xin mẹ thứ tha mạng này nếu dứt lòng quá con về. Nay nguyện con thờ hoàng mẫu, xin mẹ hiền chuẩn tấu cùng cha cứu con ở chốn trần hà. Ngày nay con bị quỷ ma hốt hồn, bao nhiêu việc dập dồn đau khổ, nhìn mẹ hiền chuẩn tấu biết bao. Dải gian nước mắt tuôn trào, vô duyên vô phước con vào trận ai. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ. Con đã quyết lòng không dời đôi, nên ngày nay học hỏi đạo màu, để cho vợ cửa diêm phù tội di ngã quỷ đạo tu cứu hồn. Mẹ đứng đi giữa càng khôn chỉ bảo, dạy con hiền hiếu thảo điều ngay. Những điều cực khổ trong ngày, cũng không có dám một ngày thở than. Con khẩn nguyện cũng nhang nung nức, chờ mẹ ban hạnh phúc cho con ấm no đầy đủ vẹn toàn, để cho xứng đáng là con mẹ hiền. Con không nghĩ chữ tiền danh lại, con chỉ lo chỉ sợ mà thôi. Lỡ tay xa bước ngã rồi, con đâu có được vãn hồi cung di. Nay con đã quy y hoàng mầu, lời khấn nguyện trình tấu đức cha. Cuối sinh cụ phẩm linh bà, mẹ sanh mẹ đổ trần hà tại con. Cho con được an nhàn tục thế, nguyện cúi đầu thề nguyện mẹ cha. Trần miền miễn tội xin tha cuối, xin cụ phẩm màn bá khoan hồng. Ai đứng giữa hiên gần hoàng mầu, khẩn tấu trình lên đến đức trên. Hàng ba con quyết đáp đền, chữ tu giữ vững như đền tâm linh. Ngài gian giai thiết định đi ban, nữ với nam không dám lãng sao.
con xin mẹ hãy đợi chờ, chờ con dứt nợ trần nhớ con về, để con được cận kề đầy phước, gần mẹ rồi sung sướng biết bao. Ở trên thượng cấm đai trào, từ lâu con đã ước ao vậy mà. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Dòng lễ đổ con ngồi gian dai, lời khấn nguyện ngọc hải đổ tâm, chai vàng nước mắt cõi trần. Ngày nay con nguyện Quán Âm hộ phù, dạy con hiếu chữ tu giải thoát, đời tận cùng màn chót quân ba cuối. Xin Nam Hải Phật Bà cho con trở lại màn Ba Long Đình. Nay con nguyện lời xin giải thoát, suốt cuộc đời tàn tạ tâm thân. Mẹ đưa con xuống phạm trần, bây giờ con phải xả thân vì đời. Bao nhung nhớ tả tơi mùi phân, ở trần miền nghiệp chương phải can. Khổ đau cực nhọc cũng làm lòng con cũng chẳng còn ham việc nơi. Mẹ thương con tổ chờ thần thanh, mẹ cho con gặp chánh tìm về. Đời tan chớ hiện chớ mê, xác phàm con bỏ hồn về cõi tiên. Về gặp mẹ thiêng liêng bất tử, con được kề cung nữ mẫu hoàng gấm nhung. Dốc lụa đàng hoàng thoát trần trở lại tiếng phan hậu kề. Con đã nguyện đã thề thần thánh, rằng hết lòng xa lánh trần mê, tìm đường ám tử mẫu hoàng, lo tìm tình thất ngang nhàn về sau. Trong giấc ngủ chim bao tay mẫu, dáng phạm trần mẹ lậu thiên cơ. Bao con ngại ráng đợi chờ, rồi đây sẽ được thầm thơi an nhàn. Lời mẹ dạy an nhàn giấc ngủ, thấy mẹ về cảm động biết bao. Hào quang ngũ sắc năm màu, hai bên cùng nở tay chào đón đưa. Ngoài hiên gió trời mưa gây lầu, mẹ dỗ dành giấc ngủ con thơ, nói rằng con dạy con khờ không cho tu niệm, đợi chờ chi đây. Tình mẫu tử như dây tư muối, ngày hôm nay mở lối chỉ đường chất chồng. Bao mối tình thương cũng vì sợ trẻ lầm đường mà thôi.
hình ảnh con coi cho rõ, giấc mộng này chớ bỏ nghe chưa. Mẹ là đại đức thượng thừa, con thờ chớ có bỏ bừa khổ đau. Khi tỉnh giấc chim bao nhớ mẫu, vào am tường tỉnh tâu khói hương. Cúi đầu thiên thể mẫu dương, quyết lòng tu sửa tìm phương con về. Mẹ thương con cần kề lo lắng, con nhớ mẹ dạy nắng dầm sương. Cuộc đời hai bụi muối dưa, sẵn tâm tu niệm sớm chữa chuyện cần. Mẹ đưa con đến gần tòa phương, đặt đạo rồi sung sướng biết bao. Con về phải đến đạo trào, giữa kệ hoàng mẫu hồng hào cũ quang. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng con thơ A-di-đà Phật. Trước hương đăng trà hòa, lễ chí thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dài mới đi xuống trần. Lời châu ngọc mẹ ân cần dạy biểu, tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bến chỉ bờ, lo tu chọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chi tịnh, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là tiết âm mô điển thiền, mẹ giáng xuống trần đợi con, nên con mới biết cung son bờ bên. Đồng cùng nhau dắt đến trường thi, gia trang sắp đặt lễ nghi, thanh trà quả quả lễ bài kính dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước giữ cho năm việc cũ ngôi. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa đức mẹ phản hồi cung thiên. Tâm thành ấn tống chân kinh, nguyện xin hồi hướng nương nhờ thế gian. Nguyện hộ phước tâm thành tôn kính, dân chân kinh phủ điển gần xa. Để cho ba tánh muôn nhà, nghe kinh thức tỉnh màng ba tu hành. Dương thị Mỹ Châu lòng thành phụng hiên, chữ tâm đồng thuận vợ thuận chồng. Thành tâm ân tống chân kinh, để mà ban phát trần hoàng cùng nghe.
chuyến đò chiều thiện nan một chiếc lại trần tình chi tiết kiêu gian. Thế gian khắp chốn trần hoàng ai đây hữu phước hữu duyên lên thuyền. Xác trần giờ ở phương xa, tâm trần cứ mãi ngân nga theo lời. Dù cuối biển chân trời không kể, dốc một lòng vì mẹ con tu, để mà trao sữa thân tâm. Ngày sau đặng phước Tây Phan con về, nay trần thế lập bồi công đức. Mẹ xót thương độ trẻ an nhàn, độ cho con thoát tay ương, không còn phiền não trần dương vui dày. Câu tật bệnh buồn vui tiêu hết, cho thân tâm thảnh thoát an nhàn. Lại cầu với mẹ cùng cha, độ cho chồng vợ dưới trên thuận hòa. Việc làm tất cả thuận xuôi, bao năm tôn kính mẹ già Tây Cung. Vì trần thế màn ba mạc pháp, chốn cùng lầu mẹ hãy xót thương. Minh duyên huệ nhận tình thương, ghi lại của mẹ trần dương tu hiền. Công đức ngay vô biên xa kể, hỏi bạn hiền thức tình tu tâm. Ngày mai trở lại Tây Thành, nhà ta một hỏi xúm dày mẹ cha. Nào huynh đệ chị em thứ lớp má, hiệp một nhà vui vẻ biết bao. Chớ vì chữ lợi chữ danh, chớ vì cá mãi công danh cõi trần. Mãi đua tranh trong dòng thế tục, biết bao giờ thoát cảnh tai ương. Mẹ vì hai chữ tình thương, cho nên mẹ mãi dân dương cõi trần. Cho con trẻ móc bòn công đức, để nguyên kỳ thức tình con tu. Tây miễu ngọc xài thành, bình trưng tay con mẹ thành tâm đông dày. Họ hò họ nguyện tâm thành hoàng dân tên gọi vợ thời Thị Lan. Đồng chung chồng vợ chị em, hy tâm ấn tống bộ kinh màu hoàng. Cầu mẹ soi điển vàng mẹ xét, cho trần miền con mẹ an nhiên. Cầu cho tai nạn tiêu trần, cầu cho bệnh tật mỏi mòn tháng năm. Cầu cho sức khỏe an nhàn, thức tâm tu mẹ sớm hôm tu hiền. Diêu trì thánh mẫu giáng ngự năm non, màn ba chuyển pháp độ con quy hồi. Kính bạch chư tôn thiền đức,
Kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa kính mến, với bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 22 này, rất mong quý vị đón nhận những thịnh tình mà quý Phật tử đã phát tâm ấn tống. Thời gian qua, với bộ kinh 14 khuyên đời tu niệm, quý vị đã rất chăm chút và cũng như thành kính và mong đợi. Phần 22 này là tiếp theo phần 14. Rất mong chư tôn thiền đức, quý nam nữ Phật tử gần xa đón nhận những tình cảm như thời gian qua quý vị luôn tôn kính. Một lần nữa xin chân thành cảm niệm và tri ân Hội Miễu Tây A Ngũ Hành Điện, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình Phật tử Nguyễn Hữu Phước, Dương Thị Mỹ Châu và toàn thể quý nam nữ Phật tử, những người đã phát tâm ấn tống bộ kinh này. Kính chúc chư tôn thiền đức, quý nam nữ Phật tử gần xa, phước huệ song tu, mộc hậu diễn kiến Di Đà thụ ký. Cầu chúc cho quý vị gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước hoàng viên, và kỳ nguyện cho toàn thể những người làm nên bộ kinh này thật nhiều phúc báo, vạn sự an vui. Trong khi hòa âm phối khí có điều chi sơ sót, rất mong quý vị niệm tình hoan hỷ và tha thứ cho. Bộ kinh khuyên đời tu niệm ấn tống lần thứ 22 này xin được kết thúc và kính chúc quý vị thập phần viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn cổ đào hoa chiêu thánh nữ, thiên thu xưng sắc tập thần tiên. Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhận xin trân trọng giới thiệu bộ kinh khuyên đời tu.